phân long đến từ Stitech Nutrition và nghệ sĩ ca sĩ Phạm Văn Mách sẽ lên để công bố và trao giải thưởng hạng mục này. Kỳ lắm à, tức nó đeo tao nhầm giả nè. Kính thưa quý vị, Max được công bố bảng A, chiều cao đến 1m65. Hạng 5 thuộc về thí sinh mang số báo danh 165 Trần Nhã. Và anh Tuấn, thí sinh mang số báo danh 169 Nguyễn Thanh Sang. Nhầm.
10. Xin được mời đại diện nhà tài trợ.